Xin chào quý khách hàng, hôm nay thì âm thanh số Trí Tâm của bên em sẽ giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm vừa mới cập bến tại âm thanh số Trí Tâm của bên em, đó là mixer số DM3 của Yamaha. Thì như quý khách hàng đã theo dõi kênh âm thanh số Trí Tâm của bên em từ lâu, thì bên em thường xuyên kinh doanh các dòng sản phẩm của Behringer, Midas. Hôm nay thì mình sẽ mở rộng ra chút xíu, mình sẽ chơi tới Yamaha hay mọi người ha. Thì trước mặt mọi người là model DM3 vừa mới ra mắt, vừa mới giới thiệu trên hệ thống của Yamaha. Thì đối với series DM3 nó sẽ có hai phiên bản, DM3 thường và DM3 có Dante. Thì đây là phiên bản DM3 thường. Thì đối với sản phẩm Yamaha chính hãng được phân phối bởi Yamaha Việt Nam và sẽ có bảo hành chính hãng là 2 năm kể từ ngày mua hàng ha. Đây là sản phẩm mà còn nguyên siêu nha mọi người, nhà phân phối vừa mới giao cho em ngày hôm qua hôm kia. Thì đối với dòng sản phẩm này, giá bán lẻ của Yamaha phân phối xuống vào đại lý sẽ là 46 triệu 880 ngàn. Lặp lại sẽ là 46 triệu 880 ngàn. Đó là giá bán lẻ ha mọi người ha. Rồi bây giờ để không mất thời gian nhiều, em sẽ tiến hành khui siêu và mở hộp giới thiệu cho mọi người để xem coi bên trong nó có cái gì, cũng như hình dáng của em nó ra làm sao ha mọi người ha. Nó làm gì em sướng nè, sướng càng được nè. Khui siêu rất là đã, rất là quen mọi người. Ai muốn là được làm nhanh không? Anh thấy tâm của em đang tuyển nhân viên này, đầu là cao to, đen, thơm nha. Chứ không phải là chị đâu nè. Thì bên trong mọi người sẽ thấy được rằng sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng. Em sẽ zoom to lại cho mọi người cận cảnh thấy rõ. Đúng không mọi người? Quá rõ đúng không? Mặt trước, mặt sau ha. Hàng chính hãng Việt Nam. Bảo hành 24 tháng nha mọi người ha. Adapter nó sử dụng sẽ là loại New Trick 1, 2, 3, 4 pin ha mọi người. Hy vọng mọi người nhìn thấy rõ. Quá rõ đúng không? Thì adapter Yamaha. Nguồn sẽ là 24V và 2,5A. Mọi người thấy rõ đúng không mọi người? Ngoài ra còn có thêm sách hướng dẫn sử dụng. Lưu ý là nó bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, chứ nó không có tiếng Việt ha mọi người ha. Còn ai muốn dịch sang tiếng Việt thì cứ liên lạc với âm thanh số Trí Tâm của bên em. Rất là phê nha mọi người. Rất là phê, phê như con phê tay luôn. Đó. Nhìn đẹp không mọi người? Giao diện rất là đẹp đúng không? Yamaha DM3. Đây là mặt trực diện mình có thể nhìn và thao tác. Em sẽ lia qua các cái góc cạnh cho mọi người cùng xem ha. Đây là cái góc bên tay trái. Mặt trước cũng như là các cái đường tín hiệu đầu vào và đầu ra. Và đây là mặt bên hông cũng như là mặt đáy. Thì đối với Yamaha DM3 này, viền bốn góc được trang bị một cái lớp kim loại rất là dày như mọi người thấy trên video. Góc bên tay trái và bên tay phải sẽ có hai cái lỗ thoát nhiệt cũng như là thoát hơi. Bên trong nó sẽ được lắp quạt, chủ yếu là nó sẽ đối lưu không khí giúp cho nó làm mát cái sản phẩm. Mặt trên mình sẽ có một cái màn hình cảm ứng 9 inch, mọi thao tác mình có thể bấm bấm trực tiếp ở trên đây. Chút xíu nữa em sẽ cắm điện, em sẽ thao tác cho mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ xem lượt qua sản phẩm ha. Tổng cộng thì mình sẽ có 2, 4, 6, 8, 9 feeder, 8 feeder màu riêng như vậy và một feeder tổng có cái màu riêng biệt như vậy. Thì đây nó sẽ có các cái nút thao tác cũng như là các cái phím chọn chức năng khác nhau. Chút nữa mình đi vào phần trong, mình sẽ tìm hiểu rõ hơn nha mọi người ha. Đối với Yamaha DM3 được sản xuất tại Malaysia, thành ra một số khách hàng mà có gọi là dị ứng với lại hàng Made in China thì sản phẩm này là sự lựa chọn hàng đầu. Và đây là các cái đường tín hiệu đầu vào và đầu ra, hy vọng là mọi người nhìn rõ trên video. Thì đây mình sẽ có tổng cộng là 16 đầu vào, từ 1 cho tới 8 và 9 sang 16. Trong 16 đầu vào này thì mình sẽ có 4 cổng 1, 2, 3, 4, tức là 16, 15, 14, 13. Sử dụng sẽ là cổng combo. Có nghĩa là mình sử dụng 6 ly cũng được, hoặc là Canon cũng được. Còn riêng từ số 1 cho tới số 12 thì bắt buộc mình sử dụng cái jack gọi là XLR, hay còn gọi là Canon New Trick. Còn đầu ra thì mình sẽ có từ out số 1 cho tới out số 8. Mặc định số 7, số 8 sẽ là left right. Thì các cái đường out cũng như các đường in tổng cộng đều là jack 3 chân, hay còn gọi là đường tín hiệu out in đều là 3 lăng hết ha mọi người ha. Và đây là đường DC input hay còn gọi là đường nguồn. Thì cái cổng nguồn nó sử dụng cái cổng 1, 2, 3, 4, 4 chân riêng biệt, đặc thù của dòng Yamaha DM3. Đối với DM3 nó sẽ có hai phiên bản, DM3 Standard tức là cái bản mọi người thấy trên video này. Thì cái cổng chỗ này nè, nguyên cái slot chỗ này nó trống. Thì đối với bản có Dante thì nó sẽ có nguyên một cái cổng bọt Dante, hai bọt nằm ở chỗ này. Ngoài ra DM3 bản Standard nó còn có thêm một cổng USB hot và một cái cổng RJ45 ở đây.
Vừa rồi thì em đã lia các cái góc cạnh cũng như là hình dáng của em nó cho mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái mặt giao diện thao tác trực tiếp ha. Góc ở bên tay phải thì mình sẽ có một cái port USB như mọi người thấy trên video. Thì trong cái port USB này mình có thể lưu trữ, ghi âm hoặc là mình update firmware thì mình có thể cắm vào cái USB, cắm vào đây. Một cái tai phone cũng như là một cái volume để điều chỉnh cái âm lượng cho cái tai phone này. Logo cũng như là thương hiệu Yamaha DM3. Một cái phím thao tác Touch and Turn, tức là một cái volume chung để mình điều chỉnh và thay đổi các cái thông số trên đây. Chút xíu nữa em cắm điện vô thì mọi người sẽ thấy rất là rõ ha. Bên tay phải thì mình sẽ có các phím chức năng tách lớp, từng lớp riêng biệt, ví dụ như từ 1 tới 8, 9, 16, Effect, Output, Custom 1, Custom 2 và các cái phím Define riêng biệt. Bây giờ thì em sẽ mở nguồn thiết bị lên để mọi người cũng xem giao diện của em nó xem phơi như nào ha mọi người ha. Trong thời gian khởi động thì mình sẽ đo kích thước em nó. Chiều này gọi là chiều dài cũng được, chiều rộng cũng được ha. 43.5. Chiều rộng sẽ là 32. Và chiều cao sẽ là 14. Thì em này sẽ có khối lượng sẽ là 6,5 kg. Rất là gọn nhẹ, dễ thương, xinh xắn. Rất là phê ha mọi người ha. Yamaha DM3. Lưu ý là mấy cái con này là nó không có hàng nhái đâu nha mọi người. Làm gì có hàng nhái. Và một thông tin rất là quan trọng em muốn chia sẻ cho mọi người, Yamaha DM3 sẽ có cái gọi là sampling rate sẽ là 96 kHz. Lưu ý giùm em ha. Cái đấy không thể nào dịch sang tiếng Việt được. Thì màn hình giao diện của em nó như thế vậy, nhìn phê mọi người. Chọn con nào mình sẽ select em đó ha mọi người ha. Muốn on em nào lên thì mở em đó lên, select em số 1, mở on số 1, đẩy lên là có tiếng ha. Tương tự main left right, on lên, chọn lên, đẩy lên là có tiếng. Thì rất là nhiều feeder vậy mọi người sẽ rối đúng không? Thì đây nó sẽ phân lớp cho mình là input 18. Đây, ví dụ 18 ở đây. Thì từ số 1 tới số 8 sẽ tương ứng với nó là đầu vào số 1 và số 8. Input 9 sang 16 thì nó sẽ tương ứng đầu vào là từ số 9 tới số 16. Output thì nó sẽ có từ số 1 tới số 8. Thì như hồi nãy em đã chia sẻ cho mọi người, từ số 1 tới số 8, số 7, số 8 sẽ là main left right. Và cái ốc của nó sẽ là mic từ số 1, mic 1 cho tới mic 6. Đối với Yamaha DM3, nó sẽ có hai matrix nha mọi người ha. Matrix số 1 và matrix số 2. Effect thì Yamaha DM3 sẽ trang bị cho mình hai effect. Ở đây mọi người nhìn có thể trên màn hình sẽ thấy được FX số 1 và FX số 2. Mỗi một FX bên trong mình có thể tùy chọn những cái effect riêng biệt. Em lấy ví dụ FX số 1. Bên trong nó sẽ có các cái tùy chọn sau. Effect nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tổng cộng nó sẽ có 18 cái effect phân biệt bởi một bên sẽ là reverb và một bên sẽ là echo. Em lấy ví dụ mặc định bây giờ mình sẽ chọn effect số 1 là reverb đúng không? Thì mình trong này mình sẽ có các reverb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hết. Tức là 8 cái reverb riêng biệt. Effect số 2 thì mình sẽ có nè. Em bấm effect số 2 nè. Mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 effect này sẽ là effect echo hay còn gọi là delay. Các cái kiểu trong này mình có thể tùy chọn. Hôm qua thì em có video demo sơ sơ thì mọi người xem lại thì mọi người cũng rõ. Em sẽ có một cái video riêng chia sẻ về cái việc này. Hôm nay thì mình sẽ tham khảo mình biết sơ sơ như vậy thôi. Bây giờ thì em sẽ làm một cái ví dụ cho cái đường input số 1. Tương tự số 2 cho tới số 16 sẽ là giống nhau. Đầu tiên thì mình sẽ chọn input 18. Select con số 1. On con số 1 lên. Thì kênh số 1 em lấy ví dụ mình đang sử dụng một cái đường micro. Thì một cái đặc điểm rất là quan trọng của Yamaha DM3 thì nó đã được set sẵn rất là nhiều nhạc cụ cũng như là các loại micro có thương hiệu nằm trong con này s�ẵn. Thì trong tình huống mình sử dụng là Shure hoặc là Sennheiser hoặc là Audio Technica thì mình sẽ gọi từ thư viện đó mình gọi ra. Em lấy ví dụ, ở đây nó sẽ có cái mục preset ở đây sẵn ha mọi người ha. Thì mình sẽ chọn trong preset thì nó sẽ có library A và library B. Đây nó sẽ có các cái tùy chọn, ví dụ như mình chọn cái mục là vocal này hoặc là trống này, guitar này, key, horn, string bla bla bla. Thì lấy ví dụ mình đang sử dụng là micro thì mình sẽ chọn là vocal nè. Vocal thì trong này mình sẽ có những cái model ví dụ như AE41 này của Audio Technica nè.
em sẽ tua, em sẽ chọn nè mọi người. Đổi 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 audit nè. Audit ôm 6 Legendary Vitale nè, Sure, Beta 58, Beta 87, KSM 9. Em lấy ví dụ như mình chọn KSM 9, ok, chọn Recall. Nó sẽ gọi cái Equalizer cho cái con KSM 9 ra cho mọi người cùng xem. Đây, mọi người nhìn thấy. Phê không? Nó khác hoàn toàn ha. Lấy ví dụ như mình đang sử dụng là KSM 9 nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi sang SM 58 thì mình làm như sao? SM 58. Mọi người tự tùy chọn thôi, nó cứ tua tua như vậy cho ra được cái chữ SM 58. Đây, SM 58 gọi ra. Sau khi gọi thì cái equalizer nó sẽ được cập nhật lại. Đây, mọi người thấy khác hoàn toàn đúng không? Đó, đây là cái điểm rất là quan trọng của Yamaha DM3. Những equalizer này đã được nhà hãng tun rất là kỹ rồi. Mình sẽ sử dụng những equalizer riêng biệt này luôn và không thay đổi điều chỉnh, đảm bảo là không có hú. Ngoài ra thì mình cần phải điền một số thông tin cũng như là set một số thông số sao cho phù hợp. Ví dụ như là get nè, cơm nè, hoặc là gain. Thì ở đây mình mọi người có thể nhìn thấy là gain cộng 30 và đây là 48V. Ví dụ như input đầu vào mình sử dụng những micro loại condenser thì mình sẽ mở cái phan tông 48V lên. Bên tay trái của một cái gain được chọn thì mọi người có thể tua lên, tua xuống, rất là nhiều menu ở trong này. Em lấy ví dụ như mình cần phải send qua echo reverb thì mình sẽ chọn FX số 1 hoặc FX số 2. Lấy ví dụ FX số 1, mọi người có thể nhìn đây ha. FX số 1 thì mình có thể send qua khoảng -20 hoặc là -24 hoặc -10 gì đó, tùy cái độ lớn nhỏ và cái khả năng hát hò của từng người. Rồi đây là FX số 2. Mình cũng có thể send ít hoặc là send nhiều, tùy theo cái gu chơi của từng người. Rất là nhiều tính năng ở trong cái kênh input này. Thì tương tự các cái input còn lại, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 tới số 16, gần như là như nhau. Mình sử dụng nhạc cụ thì mình sẽ gọi là gọi ra nhạc cụ. Nếu mình sử dụng là micro hay còn gọi là vocal thì mình sử dụng là vocal. Em lấy ví dụ mình chuyển sang cái kênh số 2, đây, channel số 2. Channel số 2 thì em lấy ví dụ như mình sẽ sử dụng cái nhạc cụ ha mọi người ha. Nhạc cụ thì mình sẽ gọi cái preset ra. Preset nó nằm đây. Thì đây mình sẽ chọn cái mục gọi là guitar đi. Em lấy ví dụ như guitar đi. Đó. Guitar thì mình sẽ chọn những con micro sử dụng cho cái con guitar. Em lấy ví dụ như là mình đang sử dụng đây. Đó. Những con đây là những con micro sử dụng cho guitar nè. Em lấy ví dụ Sure đi. Mình bán Sure. Mình chơi Sure ha mọi người ha. Sure SM57 đi. Ví dụ nha. Đó. Gọi nó ra. Đây là equalizer của cái kênh này cho cái nhạc cụ là cái đàn guitar. Đó, thấy hấp dẫn phê không mọi người? Thì những preset này mình nên tận dụng bởi vì nó đã được tune rất là kỹ và xịn sò từ nhà hãng rồi. Mình khỏi cần lo, khỏi cần phải suy nghĩ về nước Mỹ. Đúng mọi người? Thì đây là các cái đường input rồi. Bây giờ mình sẽ vào các cái đường output ha. Output thì mình sẽ chọn output ở đây. Thì output đây mình có thể nhìn thấy từ out số 1 cho tới out số 6 bởi vì nó có 6 out mà. Còn out số 8 left right, 7 8 left right thì ai cũng biết rồi. Đây nó còn có thêm hai cái matrix nữa. Em lấy ví dụ một cái output số 1. Rất là nhiều khách hàng quan tâm là không biết cái con này nó có delay không? Nó có equalizer không? Khẳng định với mọi người, tất cả các output đều có out delay và có equalizer. Em lấy ví dụ mix out số 1, ở đây thì mình đã có equalizer rồi đúng không mọi người? Mình sẽ còn có thêm GEQ, tức là graphic equalizer. Thì cái graphic equalizer này nó sẽ có tới 31 cần lận, mọi người có thể tùy chọn nè. Fader assign nè, thấy chưa? Nè, đó, chỉnh là nó chạy theo đấy chưa? Ok đúng không? Đó, phê chưa? Mình sẽ chia thành từng lớp nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Thì phê chưa? Hấp dẫn không? Đó. Quá phê, quá hấp dẫn luôn đúng không mọi người? Đây là cho mix out số 1. Ok ha. Bây giờ thì mình sẽ vào cái mục delay nha mọi người. Mỗi một out thì nó sẽ có một cái delay riêng nha. Đây mình đang chọn là mix số 1, delay. Đấy. Delay mình có thể chọn ví dụ như là em sẽ thay đổi mọi người thấy. Đó, thấy hấp dẫn chưa? Thấy phê chưa? Tất cả các out từ out số 1 tới out số 6 cũng như là out left right đều có delay ha. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Đó, nó delay cho tới mút trên này luôn ha. Alo một cái là tới ngày mai nó mới tới. Hấp dẫn phê không mọi người? Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang effect ha mọi người ha. DM3 nó sẽ trang bị cho mình hai effect. Ở đây nó sẽ có effect số 1, effect số 2 và hai cái effect return. Thì hai cái thằng này là từ trên kia send qua, nó phải được đẩy lên ha mọi người ha.
nó tắt vậy là coi như là nó không có effect luôn ha. Còn đây là cái độ lớn của effect là hai cái tab bên này. Thì từng effect thì nó sẽ có một cái equalizer riêng biệt cũng như là get curve riêng biệt. Thì phê mọi người thì cứ bật nó lên là nó có thôi, có gì đâu. Ở đây mình đang chọn là effect số 1 return, effect số 2 return. Thì mỗi một effect nó sẽ có một cái equalizer. Em lấy ví dụ như effect số 1 mình sẽ chọn reverb thì mình cắt ở tới đây nè. Mình chỉ chọn tiếng xì thôi. Xịt xịt phát là xịt ra cái xịt thôi chứ không ra gì hết. Còn effect số 2 sẽ là echo thì mình sẽ thả, mình lấy cái phần echo. Mình lấy rất là sâu từ 85 Hz trở lên. Còn reverb thì mình sẽ chơi từ 1 ký. Em lấy ví dụ như mình chơi cỡ này đi. Em thích chơi 2 ký rưỡi trở lên thì em chỉ lấy cái phần xịt thôi. Đó, thấy hấp dẫn phê không? Còn dynamic get cũng như là dynamic comb thì mình có thể tùy chỉnh theo cái bộ dàn cũng như là cái khả năng ca hát cũng như là khả năng kiểm soát dàn máy của mình. Đúng rồi mọi người. Tương tự left right đây mọi người cũng thấy có equalizer, đúng không? Cái đã thấy phê chưa? Và nó cũng có thêm graphic equalizer. Đây, em sẽ bấm vào cho mọi người xem. Đó, mình sẽ fader aside thì cái fader này thì nó sẽ theo cái phần setup của mình. Còn nếu mình không fader aside thì sao? Thì mình sẽ tự chỉnh bằng tay của mình. Đó, thì tùy gu thôi. Mỗi người thích cái nào thì chơi cái đấy. Đây mình có thể link left, link right, link hai đứa lại với nhau để mình chỉnh phát là nó chạy theo cùng lúc hai kênh. Ok, hấp dẫn đúng không mọi người? Vừa rồi thì em đã giới thiệu cũng như là mở hộp chia sẻ rất là nhiều thông tin. Bây giờ thì em sẽ tổng kết lại trước khi mình chuyển sang chủ đề mới. Yamaha DM3 sẽ có hai phiên bản, bản standard tức là bản như mọi người thấy trên video từ nãy tới giờ. Còn bản cao cấp hơn thì nó sẽ gắn thêm một cái card Dante ở phía sau. Thì giá tiền nó sẽ mắc hơn tí xíu nữa ha mọi người ha. Thì em này nó sẽ có tổng cộng là 16 đầu vào và 8 đầu ra. Như mọi người xem từ nãy giờ, 16 đầu vào, 8 đầu ra. Thì 16 đầu vào này mình có thể tùy chọn trên các preset đã được tuning sẵn của hãng Yamaha. Mình sẽ có thể chọn nhạc cụ hoặc là mình chọn vocal, tiếng ca. Tất cả các đường đầu out, từ out số 1 cho tới out số 8, mình có thể cân delay riêng biệt cũng như là cắt cost riêng biệt. Và đặc biệt là sampling rate cho DM3 này sẽ là 96 kHz. Thì em này nó sẽ có cái khối lượng sẽ là 6,5 kg. Effect thì mình sẽ có hai effect riêng biệt. Tùy chọn trong mỗi effect sẽ có tổng cộng là 18 tùy chọn. Thì đi sâu vào phần effect cũng như là các cái đường output in out thì em sẽ tách riêng một video clip sau ha. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Em này sẽ có giá bán lẻ vào khoảng 46.880.000 đồng. Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm hoặc là trải nghiệm hoặc là muốn như thế gì đó thì cứ liên lạc tại âm thanh số trí tâm của bên em. Số điện thoại em để góc trái màn hình. Rồi, cảm ơn mọi người.